Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ylanka. Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vườn hoa vạn thọ của Ma Bảy. Chúc cho các bạn có một buổi xem video thật là vui vẻ và thú vị nha. Thank you.
cái thớt này là còn mới, chưa có ra bông được nhiều. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và theo dõi Y Lan Ca. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau đầy sức hấp dẫn và thú vị hơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye!